Trâu màu hồng 35 tuổi được trả hơn 1 tỷ đồng nhất định không bán ở kho vấp. Chủ nhân của con trâu có mẫu da hiếm ở Việt Nam này là ông Đặng Văn Gân, với tên thường gọi là Út Ột, làm nông ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Dựa tiếng ồn từ sự hào hứng của bà con đến xem và xin chụp ảnh với trâu hồng, ông Út kể lại, con trâu này đã 35 tuổi, thuộc gốc trâu của Thái Lan, di chuyển qua Campuchia rồi cập bến Tây Ninh của nước mình. Năm 2001, ba tôi mua với giá 12 triệu đồng, lúc đó tương đương khoảng 2,5 cây vàng hiện nay. Có một số người tưởng rằng con trâu này bị bệnh bạch tạng, nhưng ba tôi khẳng định con trâu này có màu hồng từ lúc sinh ra đến nay. Trâu hồng của ông Út rất khỏe, mỗi ngày có thể kéo ngoài ruộng xa cả hơn 1 tấn cỏ để cung cấp thức ăn cho chính khoảng 200 con bò sữa tại địa phương. Bình thường, trâu cùng ông Út ra ngoài đồng, ông đi trước còn trâu theo sau, tự lo kiếm cỏ, đủ chi tiêu được giao thì lăn ra ngủ. Khi chủ bắt đầu về thì nó cũng theo về, không bao giờ bị lạc suốt mấy chục năm qua, đến nhà thì tự đi vào chuồng mà không cần ai dẫn dắt. Gần đây, có nhiều người có tiền thấy con trâu này rất lạ nên có ý muốn mua lại với giá khá cao, gần gần 1 tỷ đồng để đem về trưng trong nhà mình, cho bạn bè khách đến xem, thế nhưng ông Út không chịu bán. Ông Út nói con trâu hồng này như có duyên nợ với gia đình chúng tôi. Cách đây 7 tháng khi ông Hia, cha ruột của ông Út không qua khỏi, chính con trâu trung thành này bước đến trước quan tài ba tôi, trả nghĩa. Trong mấy ngày tổ chức tang lễ, nó như một người thân trong gia đình, cứ đi tới đi lui với vẻ mặt buồn bã quanh khu nhà của chú. Để trâu hồng có mặt tại Gò Vấp sáng ngày vía thần tài cũng do một người hàng xóm của ông Út ở Củ Chi, ông Phạm Hoàng Lê. Ông Lê có người anh em cột chèo Nguyễn Thái Trọng là chủ một đại lý vé số của công ty xổ số kiên thiết thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp xuân Tân Sửu, năm con trâu lại nghe tin có một con trâu quá đặc biệt từ lời kể của ông Lê, nên hai ông liên hệ tri ân khách hàng. Thế là sáng sớm ngày vía thần tài năm nay, trâu hồng đã được rước lên xe tải chuyên dụng để rời Củ Chi về Gò Vấp mà ba ông Út đã sinh sống trước đây. Con đường Nguyễn Văn Nghi sáng ngày 21 tháng 2 không chỉ rất rộn ràng với đông đảo người dân đến các tiệm vàng để lấy may, mà còn có được sự hứng khởi đầu năm mới khi trâu hồng bất ngờ xuất hiện. Cũng may mà ông Trọng và ông Lê cũng khéo léo để sắp xếp bà con được áp dụng 5-0 chống Covid, nên trong mùa dịch mà vẫn được vui và an toàn.